ơi. Hết trước nói là màu xanh nó quá xuất sắc. Ôi ơi, màu xanh sắp được rồi, màu xanh ơi. Round 1. Rồi, hai đối thủ này, hai đối thủ hạng nặng. 3, 2, 1. Đẩy luôn, trong lúc ta té là chị phải đẩy luôn cái chị áo xanh ơi. Màu đỏ của hoàng đế. Một. Round 2. Rồi, chuẩn bị. Đẩy liền, đừng nhường nhịn, đẩy liền. Yeah, đẩy. Trời ơi, quá trời. Đẩy luôn. Ôi ơi ơi ơi. Áo đỏ quá luôn, áo đỏ. Đẩy luôn, đẩy luôn. Đẩy tiếp chị. Đẩy. Áo đỏ đẩy tiếp. Rồi đẩy tiếp đúng rồi. Cái chừng chơi về chơi rồi. Đẩy màu đỏ, đẩy. Đẩy. Đẩy luôn, đẩy luôn. Ôi ơi, màu xanh sắp được rồi màu xanh ơi. Yeah, màu xanh ơi sắp được rồi. Round 3. 3 2 Leo lên. Gầy gầy mà thầy luôn. Round 4. Trời ơi, nó đẩy một cái văng ra ngoài. Round 5. Rồi, màu đỏ qua anh kia, màu xanh qua đây. Trời ơi, quyết chiến nha, quyết chiến nha. Bà đây bà nói sao không? Cái thằng quỷ mà đổ kia đổ hoài vậy? Đứng lên, không có được quỳ. Đứng lên, hai bên đứng, đúng rồi. Xanh thắng, đỏ thua. Round 6. Màu đỏ ơi, đang lợi thế. Hết trước nói là màu xanh nó quá xuất sắc. Thấy ta rớt trước rồi mà nó đẩy nhẹ nhẹ nhẹ. Bà kia đẩy vuốt. Công nhận con cua gì hả? Ăn tôm vậy con này. Con tôm hùm ghê quá. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.